Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật đáng nghe và đáng xem. Và trong 30 phút sắp tới đây thì chương trình 60 giây sáng sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin cập nhật hấp dẫn. Trước hết là những nội dung chính sau đây. Tết yêu thương với bệnh nhân nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cây phượng vĩ ở Tiền Giang nở hoa vào ngày giáp Tết. Universal giới thiệu trailer Kẻ Cắp Mặt Trăng phần 4. Và Jordan đi ngược dòng ngoạn mục nhờ hai bàn phút chót trong trận gặp Iraq. Thưa quý vị, những ngày này không khí đón xuân Giáp Thìn 2024 đang rộn ràng khắp nơi. Thế nhưng với những bệnh nhân đang điều trị bệnh dài ngày thì người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, nỗi lo bệnh tật vẫn chất chồng. Chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hàng loạt chương trình Tết yêu thương xuân ấm áp, giúp cho hàng ngàn bệnh nhân cùng cảm nhận niềm vui đón Tết cổ truyền. Chia sẻ với người bệnh, đến hẹn lại lên, dịp Tết Giáp Thìn năm nay, hàng loạt chương trình xuân yêu thương, Tết nghĩa tình lại được các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hôm nay là kỳ phiên chợ không đồng, tôi được nhận những món quà rất tuyệt vời. Chuyện cho phần quà này tôi rất cảm ơn. Tết năm nay là tôi cũng không có về, nên ở đây là cũng có món quà này động viên cho tinh thần. Nhiều đơn vị còn tổ chức các hoạt động xuân tình nguyện tại bệnh viện như cắt tóc, làm đẹp miễn phí, diễn văn nghệ, động viên người bệnh thêm vui, thêm khỏe. Giúp cho cái người nghèo có những cái lựa chọn những cái sản phẩm mà phù hợp với gia đình để giúp cho cái ngày Tết sẽ sum vầy hơn. Đây là một cái mô hình mà tôi nghĩ là nó cũng rất là ý nghĩa bởi vì nó chia sẻ tình cảm, cái sự quan tâm, cái sự đồng hành của nhân viên bệnh viện, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm để chia sẻ những cái khó khăn cho những người bệnh đang điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là dịp Tết. Những chương trình Tết yêu thương đang giúp lan tỏa niềm vui đón xuân mới tới các bệnh nhân để Tết thật sự là ngày của tình yêu thương, để ai cũng được vui đón Tết. Ngày 26 tháng 1 qua, thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2024, sự kiện nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình di sản văn hóa ở địa phương, đồng thời để gợi nhớ ký ức hình ảnh sinh hoạt của người dân miệt vườn đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Chương trình giới thiệu đến khách tham quan 43 loại hình hoạt động, 30 gian nhà trang trí mái dạ ngói, dách tre, tiêu biểu là các không gian tái hiện nghề thủ công truyền thống, dệt choàng, đan sát, chạm khắc gỗ, chưng kết trái cây, không gian ẩm thực dân gian, bánh phồng, bánh xèo, bánh kẹp cuốn, bánh tráng. Trong chương trình, 48 nghệ nhân tham gia trình diễn các loại hình di sản văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt, Hoa, Khmer, Chăm. Nghệ nhân trình diễn nghệ thuật như thư pháp Việt, biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như đờn ca tài tử, hò Cần Thơ, hát ru, hoa tấu nhạc cụ dân tộc, biểu diễn ca múa dân tộc Khmer Cần Thơ. Điểm nhấn chương trình là hoạt động giao lưu trải nghiệm. Ban tổ chức dành một khu trải nghiệm có lịch trình cụ thể để khách tham quan giao lưu văn nghệ và giao lưu cùng nghệ nhân. Sắc Xuân Miệt Vườn năm 2024 còn có hoạt động đọc sách ngày xuân và dạo phố ông đồ, giao lưu với các câu lạc bộ tem, thưởng lãm bộ sưu tập tem về truyền thống lịch sử và nét đẹp văn hóa Việt Nam. Những ngày gần đây, nhiều người dân tham gia giao thông trên đường huyện lộ 32, đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chứng kiến cây hoa phượng vĩ đang nở hoa đỏ thắm trong những ngày giáp Tết. Nhiều người dùng điện thoại chụp ảnh và truyền nhau trên mạng xã hội để xem và cho rằng đây là siêu phẩm ngày xuân, hoa phượng vĩ nở mùa xuân. Tại đây, cây phượng rất cao và có tán cây xòe rộng nằm phía trước trường tiểu học Thân Cửu Nghĩa. Trên tán cây có nhiều chùm bông hoa phượng vĩ màu đỏ đang rực nở, nằm xen lẫn trên nhiều tán cây. Một cán bộ ngành giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, hoa phượng vĩ màu đỏ thường chỉ nở vào mùa hè. Tuy nhiên, cây phượng cũng có nhiều chủng loại, có giống hoa phượng tím thì nở nhiều thời điểm khác nhau. Sau khi xem hình ảnh thì cán bộ này cho biết đây là hoa phượng vĩ đỏ và chỉ nở vào mùa hè mà thôi. Ngoài ra, cũng có thể một phần do thời tiết thay đổi thất thường nên cây phượng vĩ đỏ nở hoa. Bên cạnh các loại nông sản chậu thì nông sản tạo hình cũng là mặt hàng trưng Tết được rất nhiều người dân ưa chuộng. Tại tỉnh Đồng Tháp năm nay, một số loại nông sản tạo hình như là bưởi, dưa hấu vẫn được nhà vườn duy trì như những năm trước. Điều đáng nói là dù giá có lên đến cả triệu đồng nhưng sản phẩm này vẫn hút hàng từ sớm. Năm nay, ông Nguyễn Giang Hoàng tạo hình 150 cặp bưởi Ruby để bán ra trong dịp Tết. Con số này cũng tương đương so với năm rồi nhưng khác là thị trường khả quan hơn, khi số bưởi đã được đặt mua gần hết. Sản phẩm của mình làm thì nó cũng được bà con ưa chuộng, thì tất cả khách hàng là những khách hàng người ta quảng bá thêm
như năm rồi, rồi năm nay tao biết đến vậy đó. Các sản phẩm có hình dáng đa dạng như hồ lô, thỏi vàng, giọt nước, lá bồ đề, tượng Phật, in nổi chữ tài lộc. Trong đó, lá bồ đề và tượng Phật là hai hình dáng được ông Hoàng sáng tạo mới cho năm nay. Dưa hấu tạo hình năm nay cũng có sức mua tốt trên thị trường. Minh chứng là với hơn 200 cặp được tạo hình của người nông dân này, thì hiện đã có 50% được bao tiêu. Còn lại 50% thì mình tự kiếm thị trường. Giá dao động từ vuông thì 1 triệu, thỏi vàng thì 1 triệu rưỡi, hàng lỗ nhất. Còn hàng lỗ nhì thì rẻ hơn, 700. Dưới bàn tay sáng tạo của nông dân, nhiều loại nông sản đã được biến tấu có hình dạng mới lạ, bắt mắt hơn. Ở phần an ninh trật tự, phát hiện tài xế tăng chuyến đường dài có chất ma túy trong người. Và triệt phá nhóm chuyên hack tài khoản mạng xã hội lừa đảo ở Quảng Bình. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tổ chức kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, phát hiện tại đây nhiều ma túy và người dương tính với chất ma túy. Thời điểm kiểm tra vào khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 1, cơ sở kinh doanh karaoke Biển Xanh đang hoạt động 3 phòng, có 26 người, gồm 17 khách và 9 nhân viên. Kiểm tra 3 phòng này, các tổ công tác phát hiện nhiều loại ma túy và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện 20 trong số 26 người dương tính với các chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ninh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 13 người để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện tài xế xe đường dài chạy dịp Tết có chất ma túy trong người. Tại km 1101+400 quốc lộ 1A thuộc xã Phổ Cương, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ tiến hành dừng phương tiện ô tô biển kiểm soát 73C07204 do Lê Hồng Quý, 28 tuổi ở Quảng Bình điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Qua kiểm tra phát hiện Lê Hồng Quý dương tính với chất ma túy. Bước đầu Quý khai nhận đã sử dụng ma túy hồng phiến trước đó. Thời điểm xe chạy chở hàng liên tục trong dịp Tết nên việc tài xế điều khiển xe sử dụng chất ma túy hết sức nguy hiểm vì có thể gây tai nạn. Hiện vụ việc đang được trạm cảnh sát giao thông phối hợp công an thị xã Đức Phổ tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 29 tháng 1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 7 đối tượng chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 7 đối tượng gồm Võ Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Văn Sáng, Võ Văn Anh, độ tuổi từ 18 đến 20, cùng trú trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Từ đầu năm 2023, nhóm các đối tượng trên lên mạng tìm hiểu cách chiếm đoạt trái phép tài khoản Facebook của nhiều người trên phạm vi toàn quốc. Sau đó đổi mật khẩu, xâm nhập, sử dụng tài khoản chiếm được để nhắn tin hỏi mượn, chiếm đoạt tiền. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã tạo lập khoảng 20 tài khoản ngân hàng khác nhau, đồng thời mua thêm nhiều bộ tài khoản ngân hàng rác từ các đối tượng trên mạng nhằm che giấu việc nhận tiền lừa đảo từ các bị hại. Ước tính tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng khoảng 8 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được các lực lượng liên quan tiếp tục đấu tranh mở rộng. Chiều hôm qua, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe máy đã xảy ra trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Người đàn ông thoát chết ngay trước đầu xe ô tô con. Theo người dân chứng kiến kể lại, vào khoảng 15 giờ, xe ô tô con mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh khi đi qua đoạn thuộc địa bàn ấp 1, xã Tam Hiệp, thì gặp một xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang do một người đàn ông hơn 50 tuổi điều khiển, bất ngờ băng ngang qua đường theo điểm mở giải phân cách. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến hai phương tiện va chạm vào nhau và làm người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Người đàn ông may mắn chỉ bị xây xát, riêng chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm của chiếc xe con, cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Do vụ việc xảy ra ngoài ý muốn nên hai bên tự thỏa thuận giải quyết và không trình báo cơ quan chức năng. Ở phần thế giới cập nhật, năm nay mùa xuân ở châu Âu nóng như mùa hè. Và Serva, lễ hội hóa trang lớn nhất bán đảo Balkan. Mở đầu phần thông tin thế giới,
Mới bước vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ trung bình tại các quốc gia châu Âu đã lên tới 28 độ C. Nhiệt độ ấm bất thường làm thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt của người dân và làm dấy lên nhiều quan ngại về những tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu. Tại thủ đô Roma của Italia, thời tiết ấm hơn mọi năm đã khiến người dân không có nhu cầu mua thêm quần áo. Còn tại Tây Ban Nha, người dân tưởng như mùa hè đang tới gần. Ngoài đường phố, nhiều người đi dạo, chèo thuyền và ngồi uống cà phê ngoài trời, thậm chí là tắm nắng ngoài bãi biển. Chẳng mấy ai cần mua quần áo mùa đông trừ khi cần đi lên núi. Trong thành phố chẳng mấy khi lạnh đến thế nữa. Nếu thời tiết tiếp tục ấm thế này, các cửa hàng sẽ ngày càng khó để bán quần áo dày. Tôi thấy khá sợ vì nếu bây giờ trong mùa xuân mà chúng tôi mặc áo ngắn tay, thì trong một vài năm nữa vào mùa hè, chúng tôi sẽ không biết mặc gì để mát hơn. Tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ trên khắp đất liền đã lên tới khoảng 20 độ C. Ở miền trung nước này, những ngày qua lên tới 24 độ C. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ ấm lên và khô hạn ở nhiều nơi, trong đó có khu vực Nam Âu, là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhiều người hy vọng thời tiết ấm bất thường không ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế cũng như cuộc sống của người dân. Những ngày qua, hàng trăm người dân Nga đã tụ họp tại khu vực núi Ural gần thành phố Chelyabinsk để cùng nhau tạo dựng hơn 200 người tuyết. Mục tiêu của họ là xác lập một kỷ lục mới cũng như hướng tới giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bất chấp cái lạnh âm 10 độ C, 256 người đã tham gia vào dự án này. Một nửa trong số họ là đại diện đến từ các công ty, doanh nghiệp ở địa phương. Hoạt động này do Văn phòng Ủy viên về quyền trẻ em tại khu vực khởi xướng. Họ đã thực hiện hoạt động này từ năm 2019. Tổng cộng đã có 220 người tuyết được tạo nên ở khu vực. Ban tổ chức đã gửi các tư liệu về hoạt động này đến cơ quan đăng ký kỷ lục Nga để chờ xác lập kỷ lục. Theo ban tổ chức, những người tuyết tại sự kiện còn đóng vai trò như sứ giả của hạnh phúc, mang quà năm mới đến cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, họ sẽ nhận những tâm thư của trẻ và nhờ người dân xây dựng những người tuyết phù hợp với những câu chuyện của trẻ em. Năm nay, chúng tôi nhận về rất nhiều câu chuyện. Trong số đó, 500 trẻ em đã được nhận quà từ người tuyết. Ban tổ chức cho biết, số lượng quà tặng đã tăng nhanh theo hàng năm. Tổng cộng từ khi tổ chức, hơn 2.500 trẻ em đã nhận quà từ tổ chức này vào dịp năm mới. Bạn sẽ được trả lại tiền nếu ký gửi ly cà phê đã qua sử dụng tại thành phố Aarhus, Đan Mạch. Sáng kiến này nhằm giảm lượng rác thải và khuyến khích người dân tái sử dụng đồ nhựa một lần. Quán cà phê Go Cafe ở Đan Mạch đang triển khai chương trình này đối với thực khách. Mỗi chiếc ly được ký gửi, khách hàng sẽ được quàng 5 kron, tức khoảng 1 đô la Mỹ. Những chiếc ly này sẽ được thu gom và vận chuyển đến công ty tái chế Tomra để làm sạch và kiểm tra trước khi tái sử dụng. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ loại bỏ vô số cốc nhựa khỏi môi trường và từ đó giúp ích cho thiên nhiên. Trong năm nay, thành phố đã sản xuất ra khoảng 40.000 chiếc ly mang đi có thể tái sử dụng. Ngoài ra, có khoảng 25 máy tự động thu gom cốc nhựa này đã được đặt rải rác khắp trung tâm thành phố. Năm ngoái, chúng tôi đã làm sạch dòng sông chảy qua thành phố và thu được 100.000 ly nhựa. Ly nhựa khắp mọi nơi làm ảnh hưởng đến diện mạo thành phố của chúng tôi. Chương trình thử nghiệm dự kiến kéo dài 3 năm. Chính quyền thành phố cho biết nếu thành công thì sẽ mở rộng dự án sang đĩa, hộp bánh pizza và hơn thế nữa. Cuối tuần qua, thị trấn Pernik, Bulgari đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi lễ hội hóa trang lớn nhất bán đảo Balkan đã quay trở lại. Đây là một lễ hội có truyền thống lâu đời tại khu vực để nhằm xua đuổi vận xấu và cầu chúc may mắn cho năm mới. Sova là một lễ hội truyền thống lâu đời tại Bulgari và được tổ chức ở nhiều nơi, nhưng phiên bản tại Pernik luôn nhộn nhịp nhất. Đây là lần thứ 30 lễ hội được tổ chức và quy tụ hơn 10.000 vũ công thuộc 17 nhóm hóa trang đến từ 9 quốc gia. Các vũ công đeo mặt nạ sặc sỡ và nhảy múa khắp các đường phố, quanh các đống lửa hoặc ở nhà người dân, rung chuông nhằm xua đuổi tà ma, chào mừng xuân mới và cầu mong một mùa vụ bội thu. Trang phục biểu diễn của các vũ công mô phỏng các con quỷ trong truyền thuyết, chủ yếu là bằng lông và da thú, mang những chiếc chuông leng keng. Một số vũ công thì mặc đồ trắng và đỏ, tượng trưng cho sự thuần khiết và tình yêu, xua đuổi những tà ma kia. Với người dân Bulgaria, lưu truyền lễ hội Sova qua các thế hệ là một việc làm thiêng liêng, vì đây không chỉ là một giá trị tinh thần lớn, mà còn là nét văn hóa giúp phát triển du lịch. Năm 2015, UNESCO đã công nhận lễ hội này là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Hai hãng phim Universal Pictures và Illumination đã giới thiệu trailer chính thức phần 4 của phim hoạt hình nổi tiếng Despicable Me, Kẻ Cắp Mặt Trăng. Theo đó, khán giả toàn cầu sẽ có thể gặp lại những chú Minion dễ thương cùng đặc vụ crew vào tháng 7 năm nay.
phẩm nối tiếp những sự kiện trong phần 3 được ra rạp vào 7 năm trước, khi Gru tiếp tục cuộc sống hoàn lương hạnh phúc bên vợ và những cô con gái nuôi. Trong phần mới, gia đình Gru sẽ chào đón một thành viên mới là con trai ruột của ông. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình họ bị đe dọa khi phản diện Maxim Leman trốn khỏi nhà tù và cùng với người yêu Valentina lên kế hoạch trả thù Gru. Gru buộc phải đối mặt với kẻ thù để bảo vệ vợ con và các Minions. Kẻ cắp mặt trăng ra mắt phần đầu năm 2010 và nhanh chóng trở thành một trong những phim hoạt hình được yêu thích và có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành công này được duy trì ở cả 3 phần phim trước. Phần lớn thành công đến từ những chú Minion hài hước, vốn là những người bạn đồng hành của Gru. Nhà sản xuất từng ra mắt 2 phim ngoại truyện về Minion và cũng gặt hái những thành công nhất định. Thông tin cập nhật, Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga ngày 29 tháng 1 đã chính thức đăng ký tư cách ứng cử viên tổng thống cho đương kim tổng thống Vladimir Putin. Trong tuyên bố của mình, Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga Ella Pamphilova thông báo quyết định này đã được SIK nhất trí thông qua. Thư ký SIK Natalia Budarina cho biết trong số 315.000 chữ ký ủng hộ ông Putin theo quy định, SIK đã chọn ngẫu nhiên 60.000 chữ ký để kiểm tra và kết quả đạt tỷ lệ hợp lệ gần như tuyệt đối. Như vậy, ông Putin trở thành ứng cử viên tổng thống thứ tư được đăng ký trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới. Đối với ông Putin, đây là cuộc tranh cử tổng thống thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông. Trước đó, ông đã 4 lần được bầu làm người đứng đầu nhà nước Liên bang Nga năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Trong đó, số phiếu ông nhận được cao nhất là vào năm 2018 với 76,7% số phiếu bầu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.